ngoài đó. Ok, thấy không? Thấy mà đó. Rồi, ok. Ok, bây giờ hãy chị bạn đi cách đi tìm cái cuốn sách này. Đi tìm sách. Sẽ có những bàn máy tính để cho mình tìm. Có thấy mặt không? Thấy. Giới thiệu sơ là trong trong đây là nó sẽ có cái này cho mọi người search book, đúng không? Mọi người search book ở trên này. Cái này nếu mà ai không biết á, thì có thể hỏi cái người mà người ta làm ở đây. Nhưng mà mình chỉ là mình biết là mình cứ làm theo mình thôi. Ví dụ như đây là phần này. Okay. Practice. Okay. See, practice. Okay. 15th. Thử sáng xong. Đây, 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 đây. Đây là cuốn sách mình cần, thấy không? Đó, mình bấm vô. Mình bấm vô mình coi ngôn ngữ author đó. Đây mình coi location Manawatu. Đây là các vị trí, ví dụ campus Wellington là Manawatu Main Collection nè, tầng 3, thì số của nó là số mọi người phải vô nhớ cái số này 658.15, đúng chưa? 658.15, ok. Rồi, mình biết cái số này rồi. Thì bây giờ mình lên mình search. Ok, đi. Tên cameraman. Đây là cái tầng 2 của thư viện mình. Sách rất là nhiều đây. Thì bây giờ nó là cái tầng. Đây là tầng 2. Thì mình sẽ lên tầng 3. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. Bên này là 6. 658. 658. Bên này toàn 3 không ạ? 6 chắc là bên này.
6658. Ở đây nó rộng lắm. Ở đây nó rất là rộng. 6-2 mấy nè. Rồi đây. Đây là cái số này. Đó là để mọi người thấy được là cái cuốn sách mà mình cần, thấy không? Ok, bây giờ 658 rồi 65815. Thì đây, mọi người nhìn đây. Ở dưới này nó sẽ có đây 658, ví dụ không mấy thì mình đang tìm là 65815. Ví dụ như mà lâu lâu nó mở, ví dụ mặt tôi mà nó mở không chấm vô cái là nó rõ. Không? Đó thì bây giờ mình tìm nha, 658. Này không mấy. 658 mấy năm mấy. Không hết luôn. Chắc bên này rồi. 6580, này là 6581. 6580. Đây, 658 bắt đầu nè. 65811 nè. Đó, mình là 65815. Đây, 65815. Đây, 65815 của mình là Financial Management. 65815, Financial Management and Practice. Đâu? Biết nhưng mà không phải đây. Không phải. Financial management to be in practice. 15. Financial management to be in practice. Đây. Yeah. Đây. Đây. Rồi à, đứng đó. Quay nha. Có thấy hết người không? Rồi. Okay không? Đây. Thì sau khi tìm được cái mã này, 65815 thì là bây giờ là cái mình tìm được đúng cuốn sách này, Financial Management Theory and Practice Edition 15, thì của ông Brigham and ông Earhart gì đó, thì đúng cái bìa này. Nhưng mà mọi người bữa sau á ghi cái này, nhưng mà nhớ ghi thêm tác giả. Hồi nãy quên không ghi tác giả, nhưng mà may quá mình tìm ghi mà đã hết. Đó, mình quên không đi tác giả, nhưng mà mình nhớ cái số sách này để mình đi mình tìm theo số như vậy. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em mà anh em biết luôn, đúng không? Tại vì trước đây Hải, khi mà Hải tới không ai chỉ Hải này hết. Chứ là mình học mãi một kỳ sau thì cứ nghĩ là ok, có slide là được rồi, đúng không? Như mình học hồi trước có slide là được rồi, nhưng mà có sách đó mình coi nó dễ. Thậm chí sau này Hải sẽ chỉ mọi người mượn sách Stata rất là nhiều. Mọi người có thể coi trước, đừng có để bị mất cái quyền lợi của mình, đúng không? Thì Hải có mượn rất nhiều sách Stata ở nhà, Hải sẽ cho mọi người coi. Rồi thì mọi người mượn được rồi thì mọi người cứ như vậy học thôi, đúng không? Và cuốn sách này á, là rất là nhiều, mọi người có thể tham khảo thêm. Nhưng mà đây là cái cuốn sách mà sắp tới của mình á, là mình học cái cuốn này, cho mình mượn cuốn này trước. Thì còn bạn nào muốn đọc thêm thì tùy, không phải cần gì hết. Ok, cảm ơn em.